phóng hạ đồ đao, lập địa thành Phật. Vào đời Đường, thành Trường An là nơi kinh đô tấp nập phồn hoa. Lúc bấy giờ, nơi đây nhà cửa san sát nhau, hàng quán đông đúc, phố xá tấp nập xe ngựa, người qua kẻ lại chật như nêm. Cảnh tượng nhìn giống sóng triều lên xuống, thật vô cùng náo nhiệt. Trong thành có tay đồ tể họ Lưu, thế nhưng lại chẳng vui vẻ gì với không khí ấy. Có một quán chim sẻ mới dọn về bán đối diện, hàng thịt của hắn mấy ngày nay cả một miếng thịt cũng không bán được. Gã hàng thịt nghe ngóng khắp nơi, hóa ra có một vị hòa thượng tên gọi là Thiện Đạo mới đến thành này. Dưới sức giáo hóa của ông ta, mọi người đều ăn chay niệm Phật, tự nhiên không còn ai mua thịt nữa. Ha, đám người kia thực bệnh quặn, thịt có lại không ăn, lại cái gì mà ăn chay chứ. Còn lão hòa thượng Thiện Đạo kia nữa, thật là đáng ghét. Ta không trêu chọc ông, ông cư nhiên lại chặn đường làm ăn của ta. Gã đồ tể càng nghĩ càng giận, bèn xách dao chạy một mạch tới chùa Quang Minh. Hôm nay nếu không vập lão ta ra từng mảnh, ta thề không mang họ Lưu. Đến sân chùa, gã mặt giận phừng phừng, chạy lại trước mặt hòa thượng Thiện Đạo, giơ dao lên định chém xuống, nhưng lại thấy vẻ mặt từ ái nhân hậu của hòa thượng Thiện Đạo được tướng trang nghiêm, quanh thân còn tỏa sáng ra vầng hào quang. Nhìn thấy tướng mạo đức độ uy nghi của hòa thượng, gã đồ tể đang hùng hổ như vậy, phút chốc liền giễu lại, thả con dao trong tay xuống, rồi quỳ sập xuống trước mặt hòa thượng Thiện Đạo, vừa dập đầu vừa nói rằng: Đại sư, con biết sai rồi, xin ngài hãy nhận con làm đồ đệ, con nhất định sẽ sửa đổi. Thiện Đạo đại sư nhìn thấy được cơ duyên thành tựu đạo quả của tên đồ tể, bèn nói cho ông ta biết cảnh giới trang nghiêm của thế giới Tây Phương Cực Lạc, còn nói cho ông ta biết Đức Phật A Di Đà cứu vớt không sót một chúng sanh nào. Cho dù là kẻ đồ tể tội lỗi đầy mình, chỉ cần là niệm Phật đều có thể giảng sanh cực lạc thế giới. Nói xong rồi, đại sư chỉ một ngón tay về phía tây. Đồ tể quay đầu nhìn theo hướng đó. Trời ạ, chỉ thấy trên bầu trời phía tây hiện ra cảnh thế giới cực lạc Tây Phương vô cùng tráng lệ. Đức Phật A Di Đà đang ngồi trên tòa sen trang nghiêm lộng lẫy, có vô số chúng Bồ Tát thiên nhân tay ôm hoa tươi trải qua đầy trời. Ở đó lầu cát, cây báo, ao báo, nước báo không sao đếm xuể. Nhìn thấy một màn như thế, gã đồ tể trong lòng chấn động, trong lòng chỉ còn một tiếng nói thúc giục: Tôi muốn giảng sanh về thế giới cực lạc. Thế là ông ta lớn tiếng niệm Phật. Ông leo lên ngọn liễu ngoài sân chùa, tâm ý thờ thới, giao mình xuống đất mà chết, xả bỏ thân mạng giống như là vứt bỏ một túi da khùng khác. Lúc ấy, những người dây quanh đều nhìn thấy thân thất của gã đồ tể từ đỉnh đầu bay ra, đằng dân bay đi và được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn về bên cạnh ngài. Trên không trung thành Trường An vang rền tiếng nhạc trời chi diệu êm ái, phải một lúc lâu mới mất. Những người hôm đó nói rằng đồ tể gã đi theo Đức Phật A Di Đà giảng sanh đến thế giới cực lạc rồi, rất nhanh sẽ thành Phật thôi. Câu chuyện này chính là nguồn gốc của câu nói phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.